chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland sáng ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương tại thủ đô Dublin tức chiều qua về Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ireland Simon Harris. Thủ tướng Simon Harris nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ireland, chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ về những mất mát do bão Yagi gây ra, đồng thời cho biết Ireland sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão này. Thủ tướng Simon Harris khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Ireland ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của nhà nước, chính phủ và nhân dân Ireland, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Ireland. Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ireland Simon Harris bày tỏ hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả sau gần 3 thập niên của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhằm gia tăng tin cậy chính trị và khai thác tiềm năng hợp tác của hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp bộ ngành, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời nghiên cứu thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo với Thủ tướng Simon Harris việc Chính phủ Việt Nam đã quyết định và đang tiến hành các bước mở Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, hai bên ra tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ireland, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Ireland lên một tầm cao mới. Sau hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ireland Simon Harris đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận thiết lập đối tác chiến lược về giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Đại học và Sau Đại học Nghiên cứu, Đổi mới và Khoa học Ireland. Cũng trong chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Thượng viện Ireland Gerry Bertimer và Phó Chủ tịch Hạ viện Catherine Connolly. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm cấp nhà nước tới Ireland vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, thông báo những kết quả quan trọng đã đạt được trong hội đàm với Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins và Thủ tướng Simon Harris. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ireland và Quốc hội Ireland thành lập nhóm nghị sĩ Quốc hội Ireland Việt Nam, và nhấn mạnh các nhóm nghị sĩ hữu nghị này sẽ là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam Ireland nói riêng và hai nước nói chung. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có Ủy ban nhóm nghị sĩ Quốc hội hai nước, tổ chức hoạt động trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đối thoại chính sách, hội thảo lý luận. Lãnh đạo Quốc hội Ireland đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội Ireland và khẳng định sẽ hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập thành công, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt lãnh đạo 15 tập đoàn lớn nhất Ireland quan tâm và đầu tư vào Việt Nam. Đại diện các tập đoàn doanh nghiệp của Ireland đã chia sẻ thông tin về các dự án đầu tư kinh doanh đã và đang được triển khai, cũng như các ý tưởng mong muốn được triển khai trong thời gian tới tại Việt Nam, các kiến nghị về cách thức nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Với tầm nhìn dài hạn trên, Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Trước bối cảnh và cơ hội mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ireland, đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Cũng trong ngày 3 tháng 10 tại thủ đô Dublin, Ireland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ireland. Và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland, chiều tối 3 tháng 10 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Dublin lên đường tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội với chủ đề phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám sát giám định xã hội. Đến dự hội thảo có tiến sĩ Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các nhà khoa học trí thức trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Chủ đề hội thảo về phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội là một trong những nội dung mà tỉnh Vĩnh Long quan tâm khi triển khai thực hiện nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời mong muốn qua hội thảo này, đại biểu cung cấp nhiều thông tin, chia sẻ nhiều giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ nhiều nội dung, trong đó xác định rõ hệ thống lý luận và thực tiễn về tư vấn phản biện và giám định xã hội để làm rõ và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về vai trò của đội ngũ trí thức trong việc tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội, đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế giải pháp thu hút, tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với những vấn đề cần tổ chức tư vấn phản biện và giám định xã hội. Qua đó phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, hệ thống viễn thông được đầu tư mở rộng, tăng tốc độ truy cập cho người dân, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới, hoàn thiện hạ tầng số, đã nâng cấp và mở rộng hệ thống hạ tầng công nghệ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ phủ sóng 4G tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%, tăng 82% so với năm 2019. Giai đoạn 2019-2024, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp đã có hơn 500 hộ gia đình dân tộc thiểu số tham gia các chương trình tập huấn chuyển giao công nghệ về nông nghiệp thông minh, sử dụng phân bón sinh học, hệ thống tưới tiêu tự động. Đến năm 2024, 45% hộ dân đã áp dụng các công nghệ này trong sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để góp phần nâng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, ngành bảo hiểm và ngành giáo dục Vĩnh Long đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, quyết tâm đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Theo quy định, học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng từ 30 đến 100% mức đóng tùy nhóm đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Để đạt được mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm đang tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và các trường học tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với các em về mục đích, ý nghĩa cũng như mức đóng, quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, phương thức đóng cũng linh hoạt từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để học sinh lựa chọn. Khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, nhà trường thông báo các em tham gia đáo hạn kịp thời để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị liên tục trong năm tài chính. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4 tháng 10. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy ở cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp và từng hộ gia đình, tạo nên phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Phát biểu tại lễ meeting, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình cần quan tâm tích cực trong tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để phát hiện kịp thời và khắc phục ngay những vấn đề chưa đảm bảo an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức và tài liệu tuyên truyền, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phòng ngừa, ngăn chặn và kéo giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ. Bên cạnh đó, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các chất cháy nổ, nguồn nhiệt, củng cố xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan địa phương, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động. Thưa quý vị, cơ sở giáo dục là nơi tập trung đông người, đa phần là thanh thiếu nhi còn thiếu và yếu về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Chính vì vậy mà công tác phòng chống cháy nổ tại trường học cần được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều trường đại học, cao đẳng, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với số lượng lớn học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên. Để đảm bảo việc học tập, đào tạo, nghiên cứu, các nhà trường cần một khối lượng lớn cơ sở vật chất kỹ thuật, trong đó hầu hết là chất dễ cháy như bàn, ghế, hồ sơ, tài liệu. Bên cạnh đó còn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ như do sơ suất trong thực hành thí nghiệm, cầu kéo điện không đảm bảo an toàn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ưu tiên các tiết học ngoại khóa, tăng cường tuyên truyền, trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn khi gặp sự cố mất an toàn. Nhà trường cũng đã có ký kế hoạch phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy, công an phòng cháy chữa cháy của tỉnh Vĩnh Long để thường xuyên tổ chức các cái đợt huấn luyện về đầu tiên về kiến thức, thứ hai là nâng cao các cái kỹ năng để cho lực lượng đoàn viên sinh viên, giúp cho các bạn trang bị thêm các cái kiến thức về kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm học đến nay, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ, các kỹ năng xử lý khi phát hiện ra các sự cố cháy nổ, hướng dẫn cách sử dụng các loại bình chữa cháy, cách thoát hiểm khi có cháy xảy ra trong trường học, gia đình, biện pháp để phòng, cách tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tránh sự cố cháy xảy ra trong nhà trường và trong gia đình cho trên 11.000 học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo. Qua nội dung của buổi sinh hoạt, em giúp cho em hiểu rõ hơn các vấn đề về cháy nổ và các kỹ năng cơ bản để xử lý tình huống như là không câu kéo điện bừa bãi. Sau khi nấu ăn thì chúng ta có thể khóa ga lại. Sau khi học xong thì em có thể về nhà và em tuyên truyền đến người thân và những người xung quanh của mình. Ban giám hiệu của nhà trường phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền cái công tác phòng cháy chữa cháy và cái kỹ năng chữa cháy cứu nạn cho học sinh, sinh viên, và cũng đồng thời qua đó thì sẽ góp phần vào cái tạo ra một cái môi trường học tập cho học sinh, sinh viên một cách đó là an toàn, lành mạnh, và đồng thời là xây dựng cái phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Với sự chủ động phối hợp tích cực giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các trường trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, hoạt động trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để giúp các em học sinh, sinh viên trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy bổ ích, từ đó tiếp tục chia sẻ và trở thành tuyên truyền viên, tham gia tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường học, gia đình và cộng đồng. Thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin Truyền thông, Viettel Vĩnh Long đã ra quân thực hiện chuyển đổi máy 2G lên 4G cho người dân, trong đó tặng miễn phí hơn 8.000 máy cho khách hàng với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Các dòng máy hỗ trợ là điện thoại 4G đáp ứng nhu cầu nghe gọi cơ bản, hoặc máy có thêm tính năng Cloud Phone để truy cập ứng dụng OTT. Thiết bị có bàn phím, loa ngoài lớn, tính năng hỗ trợ giọng đọc khi bấm số dành cho khách hàng lớn tuổi. Việc chuyển đổi từ 2G lên 4G không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là xu hướng, tạo điều kiện cho người dân sử dụng điện thoại thông minh, máy smartphone, góp phần tăng chỉ số DTI, chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Đài Ký Tượng Thủy Văn tỉnh Vĩnh Long phát hành hơn 740 bản tin quan trắc, dự báo, cảnh báo về tình hình khí tượng thủy văn, các loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, trong 9 tháng qua, Đài Ký Tượng Thủy Văn tỉnh Vĩnh Long đã phát hành khoảng 550 bản tin dự báo thời tiết điểm, bản tin thủy văn hàng ngày, 26 bản tin thủy văn hạn dự báo từ 5 đến 10 ngày. 20 bản tin hạn dự báo tháng và 8 bản tin hạn dự báo 6 tháng. Ngoài ra, đối với các loại hình thời tiết thủy văn nguy hiểm, đơn vị còn ban hành các bản tin dự báo cảnh báo về nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn trong thời kỳ mùa khô, dông sét, tố, lốc, mưa lớn, ngập lụt trong thời kỳ mùa mưa. Riêng việc cảnh báo dông sét, tố, lốc, mưa lớn cục bộ, đơn vị đã phát hành khoảng 140 bản tin. Các bản tin quan trắc, dự báo, cảnh báo của đơn vị đã góp phần thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng, chính quyền các cấp và người dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, cực đoan, qua đó góp phần phòng tránh và ứng phó tốt với các loại hình thiên tai. Theo Đài Ký Tượng Thủy Văn tỉnh Vĩnh Long, thì mực nước cao nhất tại các trạm đo được trong khoảng từ 0 giờ đến 7 giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long dao động từ 1,79 m đến 2,01 m. Cụ thể, mực nước cao nhất đo được tại trạm Mỹ Thuận là 1,89 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,09 m. Cần Thơ 1,97 m, cao hơn mức báo động 2 0,07 m. Các trạm nội đồng xấp xỉ hoặc hơn báo động 3 như Tích Thiện 2,01 m, Tân Thành 2 m, Vũng Liêm 1,93 m, Ba Càng 1,94 m, Phú Đức 1,84 m, Nhà Đài 1,79 m. Mực nước tại hầu hết các trạm trên sông kênh rạch có khả năng tiếp tục lên cao thêm trong những ngày tới. Do đó, người dân cần đề phòng triều cường gây ngập ở các vùng ven sông, vùng trũng thấp, nhất là các tuyến đường khu vực nội ô thành phố Vĩnh Long, gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đi lại. Thời gian ngập từ khoảng 4 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng và từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày theo diễn biến của thủy triều.